Xin chào, bạn có khỏe không? Thân mời bạn tham gia hành trình 30 ngày yoga lấp lánh cùng Sophie, tỏa sáng từ bên trong. Đây là hành trình 30 ngày yoga miễn phí có trên YouTube và website yogabysophie.com để tôn vinh những giá trị sống, để hoàn thiện bản thân, hướng tới cuộc sống cân bằng và hạnh phúc. Chương trình này thì dành cho mọi trình độ và mọi mục tiêu luyện tập yoga. Nếu bạn là người mới nè, hay là bạn đã tập yoga lâu, đều có thể tham gia và đạt được vô vàn những lợi ích tuyệt vời mà yoga mang lại, như là cải thiện vóc dáng này, cải thiện sức khỏe. Và bạn chỉ cần có một tấm thảm tập yoga và dành ra 20 phút mỗi ngày. Hết 30 ngày chúng ta sẽ cảm nhận cơ thể của mình này và tâm trí của mình được kết nối, và bạn sẽ cảm nhận được những lợi ích rất tuyệt vời mà yoga mang lại. Có rất là nhiều điều đặc biệt của khóa học năm nay. Và năm ngoái thì có rất nhiều học viên đã tham gia chương trình thường niên này. 30 ngày yoga năm ngoái có tên là 30 ngày yoga sức sống. Và nếu như mà bạn lên YouTube và bạn gõ từ khóa là 30 ngày yoga sức sống thì hẳn bạn thấy là năm ngoái có hàng trăm ngàn học viên tham gia. Và nếu như bạn đọc những comment bên dưới từng video, bạn sẽ thấy 100% phản hồi bình luận là tích cực. Thế thì tại sao mình không tham gia nhỉ? Đúng không? Và năm nay thì 30 ngày yoga lấp lánh có rất nhiều những điểm đặc biệt. Thứ nhất là được quay tại trung tâm thành phố Hồ Chí Minh sầm uất này. Thứ hai là khóa học 30 ngày yoga lấp lánh tôn vinh 12 giá trị được tổ chức UNESCO công nhận. Và điều thứ ba là năm nay có rất nhiều mini game để cổ vũ những bạn tham gia thách thức yoga 30 ngày. Nói về nơi mà Sophie đang đứng đây là địa điểm quay ở quận nhất, là phòng tranh nơi tổ chức sự kiện Luziger. Thì Sophie thấy rằng nếu như chúng ta có thể có được sự chánh niệm và bình an ở ngay một nơi mà sầm uất, đông đúc, náo nhiệt nhất thành phố Hồ Chí Minh, quận nhất là một trong những thành phố phát triển nhanh nhất ở châu Á, thì hẳn là bạn có thể giữ được tâm trí bình an ở bất kỳ khi nào và bất kỳ nơi đâu, đúng không? Và điều thứ hai đặc biệt của khóa 30 ngày yoga lấp lánh năm nay đó là tôn vinh 12 giá trị sống được tổ chức UNESCO công nhận, ví dụ như là hòa bình nè, tôn trọng và hạnh phúc đó. Và một điểm đặc biệt nữa Sophie tin rằng những bạn tham gia thử thách sẽ rất yêu thích, đó là cực kỳ nhiều mini game và quà tặng từ những nhà tài trợ dành cho những bạn tập yoga, ví dụ như là thảm nè, hay là quần áo tập yoga, những bộ đồ mà Sophie mặc trong suốt khóa học này các bạn có thể nhận được và hoàn toàn miễn phí khi bạn tham gia các mini game và tham dự, cam kết tham dự thử thách 30 ngày cùng với Sophie. Ok, và để tham gia những mini game này thì các bạn chỉ cần là theo dõi Sophie trên các nền tảng, ví dụ như là Facebook, YouTube, Instagram, TikTok, và có thể đăng ký ở trên website yogabysophie.com để nhận được thông báo khi có những mini game và những phần quà giá trị bạn nhé. Thì đó là cách thức để chúng ta tham gia khóa học và nhận được những cái phần quà từ nhà tài trợ. Sophie xin cảm ơn các nhà tài trợ đã cổ vũ tinh thần của Sophie. Ví dụ như là những phần quà nhỏ và những lời động viên thì đều rất là có giá trị. Và thêm một điều nữa Sophie muốn chia sẻ với các bạn, đó là nếu như mà các bạn tham gia ở trên website ấy, thì các bạn còn nhận được những video quà tặng, ví dụ như là bài tập thiền này, bài tập thở này và bài tập bụng, bên cạnh 30 bài tập yoga mỗi ngày bạn ha. Thì nếu như các bạn muốn nhận được 3 video quà tặng này thì hãy đăng ký tham gia 30 ngày lấp lánh ở trên website yogabysophie.com và hoàn toàn miễn phí, nên hãy tham gia ngay bạn nhé. Lịch tập, đúng rồi, khi nào thì 30 ngày yoga lấp lánh sẽ được phát sóng? Ngày mùng 1
tháng 1 đầu năm, nên những bạn đầu tiên tham gia thách thức hãy ghi ngay vào lịch của năm mới, ok? Còn những bạn nào mà tham gia sau thì hãy chú ý xem những video phát lại ở trên kênh YouTube Yoga by Sophie, hoặc đăng ký nhận trọn bộ 30 video bài tập và 3 video quà tặng vừa mới nêu ở website yogabysophie.com. Nếu như các bạn có bất kỳ câu hỏi gì dành cho Sophie, hãy comment bên dưới, ok? Và các bạn cũng đừng quên là subscribe, đăng ký kênh Yoga by Sophie để nhận được những thông báo về các video mới nhất up trên kênh. Xin cảm ơn bạn, hãy cùng tập yoga, hãy cùng tham gia hành trình 30 ngày yoga lấp lánh để tỏa sáng từ bên trong. Cảm ơn và hẹn gặp lại. Namaste.